Theo thông tin cập nhật từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, thì tính cho đến 18 giờ ngày hôm nay, Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca mắc COVID-19 và tất cả đều là ca mắc ngoài cộng đồng. Như vậy là cả ngày hôm nay, Việt Nam đã có thêm 46 ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng. Tính cho đến 18 giờ ngày 4 tháng 2, Việt Nam có tổng cộng 1.068 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 cho đến nay là 375 ca. 9 ca mắc mới được công bố chiều tối nay là các ca trong cộng đồng. Cụ thể, Hải Dương 1 ca liên quan đến ổ dịch huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương. Quảng Ninh 2 ca liên quan đến ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Gia Lai 4 ca liên quan đến ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Hà Nội 1 ca liên quan đến ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Bình Dương 1 ca liên quan đến ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 9 ngày qua, nước ta có 375 ca nhiễm ngoài cộng đồng được ghi nhận ở 10 tỉnh thành, gồm Hải Dương 278 ca, Quảng Ninh 44 ca, Hà Nội 22 ca, Gia Lai 18 ca, Bình Dương 5 ca, Bắc Ninh 3 ca, Hòa Bình 2 ca, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Bắc Giang mỗi nơi 1 ca.